Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Biz 24 giờ. Và trước khi bắt đầu xem hôm nay có tin tức gì đáng chú ý thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin về các idol K-pop sớm nhất đến từ chúng mình nhé. Và ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bản tin ngày hôm nay. Vào khoảng đầu tháng 10 năm 2011, Biden chia tay người hâm mộ để thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước. Anh nhập ngũ trong sự tiếc nuối của khán giả. Ngày anh đi đã có rất nhiều người hâm mộ phải rơi nước mắt. Tuy nhiên, việc anh nhập ngũ lại dính phải khá nhiều lùm xùm không hay. Trong đó nhiều nhất vẫn là những vụ bê bối mà Biden vướng phải như lén lút hẹn hò với Kim Tae-hee, vi phạm kỷ luật quân đội và bị cấm túc một tuần vì vi phạm trên. Trong thời gian nhập ngũ, Biden từng dính vụ scandal hẹn hò bí mật cùng với Kim Tae-hee gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Sự việc này khiến Ren bị phạt cấm túc trong một tuần. Một chính trị gia nói, đất nước chúng ta có chế độ thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc và công bằng với mọi công dân. Nhưng Ren đã được nhận vào đơn vị dành cho người nổi tiếng mà không có giấy tờ đầy đủ chỉ vì anh ấy là ngôi sao. Rõ ràng, Ren đã được đối xử đặc biệt. Không nhiều nghệ sĩ có thể lấy lại phong độ ngay sau khi xuất ngũ và Biden cũng không thoát khỏi vòng xoáy. Anh rời xa khán giả 2 năm, khoảng thời gian đó cộng với những lùm xùm pháp lý ảnh hưởng không ít đến hình ảnh. Làng giải trí Hàn Quốc rất khắc nghiệt, công chúng yêu cầu thần tượng của mình phải sạch, không vướng bất cứ bê bối nào. Nếu nghệ sĩ lỡ dính dù nhỏ cũng vẫn xấu đi trong mắt người hâm mộ. Đặc biệt, họ coi trọng nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc nên việc Biden vi phạm kỷ luật quân đội khiến nhiều người quay lưng, từ thương chuyển sang không ủng hộ. Biden bộc bạch: "Tôi làm việc chăm chỉ để mọi người yêu mến tôi, người hâm mộ là cha mẹ tôi, họ sinh tôi ra và nuôi sống tôi dưới cái tên Ren. Họ có quyền chỉ trích cũng như yêu thích tôi vì tôi đã được hưởng rất nhiều hạnh phúc trong những năm qua." Đối với giới showbiz, Biden được biết đến là nam ca sĩ kém về ngoại hình với đôi mắt một mí. Đặc điểm này khiến Biden khá lận đận khi dấn thân vào làng giải trí. Tuy nhiên, về chuyện tình duyên, nam ca sĩ của Bad Guy lại khá đào hoa khi từng có tình cảm với nữ diễn viên xinh đẹp như Song Hye Kyo, John Jae-hyun, Lee Hyori và gần đây nhất là Kim Tae-hee. Trong quá trình ra mắt MV Love Song nằm trong album Back to the Basics năm 2010, Biden đã từng tiết lộ việc anh từng có tới 4 cô bạn gái. Thổ lộ về những cô gái đã đi qua cuộc đời mình, nam diễn viên của Ngôi Nhà Hạnh Phúc cho biết: "Mối tình đầu của tôi là từ hồi cấp 3, sau đó tôi còn yêu một cô người mẫu thông qua một người không quen biết trước khi gia nhập vào làng giải trí. Sau khi đã tham gia ca hát và đóng phim, tôi đã hẹn hò với 2 cô gái khác nữa." Biden và Lee Hyori từng dính tin đồn yêu đương, thậm chí là tình một đêm với nhau. Cụ thể, Ren gây xôn xao khi tiết lộ từng ngủ với Lee Hyori trong một chương trình phát thanh. Năm 2014, Lee Hyori đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Cô khẳng định chưa từng ngủ với Biden. Có lẽ, người cuối cùng nằm trong danh sách hẹn hò của anh là Kim Tae-hee, người vợ hiện tại. Nếu đếm số lượng lần lượt, có thể là Kim Tae-hee là bạn gái thứ 7 của anh chàng đào hoa bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của K-pop 24 giờ và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức idol K-pop mới nhất nào đến từ K-pop 24 giờ các bạn nhé.